Kính chào quý vị đang đến với chương trình xây dựng Đảng do Ban Chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, chủ trương mới, sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025 về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai mạnh mẽ tại các cơ quan, đơn vị, khu phố, trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, có sức ảnh hưởng lớn, lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Một trong những ngành tích cực triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh sớm và thường xuyên chính là ngành giáo dục. Và nỗ lực này đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, đánh giá là một trong 10 dấu ấn ngành giáo dục thành phố năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã xác định xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một trong những nội dung trọng tâm để cùng chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Trong chương trình xây dựng Đảng số phát sóng kỳ này, chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng của chương trình để đề cập nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Cô chào các em. Hôm nay cô trò chúng ta có một tiết học trong một không gian rất đặc biệt. Đó là không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường chúng ta để cùng nhau nói về Bác Hồ kính yêu. Các em đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để tiết học của chúng ta bắt đầu nào. Đây là giờ sinh hoạt chủ điểm của cô và trò lớp 5-1 trường tiểu học Trương Quyền, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như trước kia giờ sinh hoạt chủ điểm được nhà trường thực hiện tại lớp học, thì giờ đây hoạt động này được tổ chức ngay trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh của nhà trường. Trường tiểu học Trương Quyền là một trong những đơn vị triển khai sớm nhất việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong nhà trường. Cụ thể, mô hình được nhà trường tổ chức theo không gian thư viện mở, trưng bày sách, ảnh, tư liệu về Bác Hồ được chính các thầy cô sưu tầm. Đối với các bạn học sinh tiểu học vẫn còn nhỏ tuổi, vì vậy khi các bạn tiếp thu cái kiến thức cũng như là về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tôi đã truyền tải tới các em qua những hình ảnh, những câu chuyện sống động hoặc những tiểu phẩm vui nhộn để cho các em nắm rõ hơn, hiểu rõ hơn ý nghĩa và thực hiện tốt hơn 5 điều Bác Hồ dạy, cũng như là thực hiện tốt cái nhiệm vụ của học sinh tiểu học. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được bố trí thành các khu nối tiếp nhau, gồm khu vực triển lãm hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu vực trưng bày những cuốn sách viết về Bác, các tác phẩm văn học nổi bật, tài liệu lịch sử địa phương, khu vực lưu trữ những hình ảnh tập thể cá nhân tiêu biểu của trường đã học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với không gian văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung liên quan đến cuộc đời sự nghiệp của Bác cùng được nhà trường lồng ghép vào các tiết học một cách nhẹ nhàng, sinh động để làm sao học sinh có thể tiếp cận hiệu quả nhất. Con thấy rất là thú vị vì qua tiết học này con hiểu thêm về sự kiện lịch sử Quốc Khánh ngày 2 tháng 9. Con được biết thêm về quyền độc lập của dân ta và ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cảm thấy rất là vui khi được học tiết học này vì con hiểu về ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập và ngày Quốc Khánh cũng như là công lao của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam ta. Cách thức truyền đạt thì mình có nhiều hình thức, chứ cũng có thể là cho các em xem video clip và bên cạnh đó thì cũng cho các em thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi xoay quanh về những cái sự kiện về Bác Hồ, hay là cũng có thể là hàng tuần cho các em kể những cái câu chuyện về Bác mà các em đã sưu tầm. Tại hội nghị sơ kết thực hiện không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục và đào tạo thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, đến nay 100% cơ sở giáo dục tại thành phố đều xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh một cách trang trọng, khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, kết hợp triển khai trên không gian mạng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Cụ thể, toàn ngành có hơn 1.418 mô hình, công trình vật thể trưng bày tại các trường học, phục vụ cho việc giảng dạy và học tập đối với các bộ môn lịch sử, ngữ văn, giáo dục địa phương, giáo dục công dân, hoạt động sinh hoạt và trải nghiệm về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, giáo dục học sinh, sinh viên về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học rất đa dạng, từ lứa tuổi mầm non đến các em học sinh trước ngưỡng cửa trưởng thành. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều trường học ở các cấp có không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Rõ ràng, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác, đồng thời khuyến khích học sinh tự học, tự nghiên cứu, học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách gần gũi và thực tế nhất. Để quý vị có thêm góc nhìn đa chiều về nội dung này, hôm nay chúng tôi đã mời đến phim trường ba vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. Vị khách mời thứ hai chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Phạm Thị Gái, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trương Quyền, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Và vị khách mời thứ ba chúng tôi xin giới thiệu ông Phạm Thanh Yên, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên Đức Mạnh xin chào và cảm ơn ba vị khách mời đã đến với chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên Đức Mạnh xin được dành cho thầy Dương Trí Dũng ạ. Thưa thầy, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các trường học trên địa bàn thành phố khá là đồng bộ toàn diện. Và Đức Mạnh được biết là năm 2023 thì Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá đây là một trong 10 dấu ấn của ngành giáo dục thành phố năm 2023. Thầy Dũng có thể chia sẻ đôi điều về kết quả này. Như chúng ta đã biết về cái chủ trương và xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học, đó là một cái chủ trương rất lớn và ý nghĩa, và đã được thành phố, từ thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo và ngành giáo dục đào tạo cũng đã triển khai ngay sau đại hội đảng thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Sở Giáo dục đào tạo đã có những cái kế hoạch rất là cụ thể, chi tiết để triển khai trong toàn ngành về cái công tác xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các đơn vị trường học, và đã triển khai cho tới thời điểm này là 100% các cơ sở giáo dục. Mà chúng ta cũng biết là các cơ sở giáo dục từ mầm non tới tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đều triển khai tùy theo cái quy mô, tùy theo cái tính chất của mình để triển khai những cái nội dung gắn liền với cái hoạt động của nhà trường theo cái chỉ đạo chung về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Và toàn ngành cũng đã tổ chức sơ kết những cái kết quả đạt được của công tác này, và đã có rất là nhiều mô hình đáng biểu dương và nhiều cách làm của các nhà trường, từ việc các cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong những cái không gian vật lý, cho tới những cái không gian mở, cho tới những cái hoạt động chỉ đạo và có những cái trang về không gian văn hóa Hồ Chí Minh của các nhà trường, về trang thông tin điện tử, lan tỏa được thông điệp về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại các đơn vị trường học, cũng như là tổ chức giảng dạy các môn học có liên quan tới cuộc đời hoạt động của Bác, như là các môn lịch sử, rồi giáo dục địa phương, rồi văn học, thì cũng đã được các nhà trường lồng ghép tổ chức thực hiện thông qua cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các nhà trường. Đây là một điểm sáng mà như chúng ta đã biết là trong năm 2023 thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh chính là một cái nội dung mà đã được ngành giáo dục đào tạo thực hiện, và thành phố cũng ghi nhận là một trong 10 cái dấu ấn về giáo dục đào tạo của thành phố. Dạ, như chia sẻ của thầy Dũng, đây là niềm vui, là tín hiệu rất là khởi sắc của ngành giáo dục thành phố trong việc định hướng giáo dục về tư tưởng cho các bạn học sinh ở các cấp. Từ chia sẻ của thầy Dương Trí Dũng và từ những cái trải nghiệm khi Đức Mạnh tác nghiệp tại một số trường, thì Đức Mạnh thấy là mỗi trường tùy vào điều kiện thực tế của mình, dựa trên chủ trương chung của sở thì sẽ có những cách làm khác nhau để phù hợp với điều kiện thực tế của mình. Ở đây thì có đại diện của hai trường, đó là trường Tiểu học Trương Quyền và trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Đức Mạnh rất là muốn nghe chia sẻ từ đại diện của hai trường ạ. Về cái ý tưởng mà xây dựng cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở trường Tiểu học Trương Quyền á, thì xuất phát từ cái mong muốn của các thầy cô để giáo dục các em học sinh tình yêu quê hương đất nước, lòng biết ơn đối với Bác Hồ. Thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở trường thì là nơi trưng bày những cái hình ảnh, những cái tư liệu giúp các em học sinh tìm hiểu về cái cuộc đời, sự nghiệp và cái tư tưởng cao đẹp của Bác Hồ. Thì qua đó cũng giúp các em học sinh đó là có cái tình yêu sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, đồng thời hình thành phát triển nhân cách tốt đẹp cho các em học sinh. Yeah. Còn với trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, khi mà đến trường thì tôi thấy rất là thú vị, bởi vì là nó có rất nhiều mô hình, rất nhiều cái hoạt động nó gắn với cái chủ đề này. Thầy có thể chia sẻ thêm được không ạ? Cái việc mà học tập và làm theo lời Bác thì các cấp chính quyền, cấp ủy đảng đã của thành phố của chúng ta, từ trung ương tới địa phương thì đã thực hiện rất lâu rồi. Thì giống như cô gái có chia sẻ thì thực ra việc học tập và làm theo lời Bác và giáo dục cho học sinh đã là một cái niềm tự hào, một cái niềm hạnh phúc của cả thầy và trò. Vì Bác là một cái tấm gương hết sức vĩ đại.
Và ngành thì rất quan tâm tới vấn đề này, và chúng ta chỉ cụ thể hóa hơn trong cái việc mà lồng ghép vào các cái chương trình học tập, giảng dạy, sinh hoạt vân vân. Thì với các cấp học thì có các cách làm khác nhau tùy theo các cái độ tuổi của các em. Riêng với trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa thì với cái độ tuổi của các em ở cấp 2 và cấp 3, với các tổ bộ môn, với các bộ phận đoàn thể trong nhà trường sẽ có những cách làm khác nhau. Nhưng nhìn chung chúng tôi đều tập trung vào những cái nội dung là làm sao để giáo dục cho học sinh cái lòng biết ơn, cái học tập và theo những cái đức tính, cái phong cách, cái tư tưởng của Bác. Làm sao mà để cho cái hình ảnh của Bác thật là gần gũi, thật là sống động và nó đi sâu vào lòng người. Các em phải cảm nhận được học tập ở Bác là những cái gì đó nó không quá lớn lao, mà học tập từ những cái điều hàng ngày. Và khi học tập Bác như vậy thì từ cán bộ, giáo viên, công nhân viên cho đến học sinh phải cảm nhận được là khi chúng ta học tập về Bác, chúng ta noi theo gương Bác thì chúng ta đạt được những cái gì. Đó là những cái thay đổi, những cái biến chuyển theo chiều hướng rất là tích cực. Vì Bác là một người hết sức vĩ đại và làm việc hết sức là khoa học. Thì sau những cái lần mà đích thân các em mà trải nghiệm như vậy thì các em đã thực sự thấm nhuần, và các em có những cái sản phẩm cũng như là các em thể hiện cái lòng tôn kính, tình yêu. Rồi từ cái lòng tôn kính, tình yêu đó thì các em sẽ phát triển tốt hơn trong cái hoạt động học tập và rèn luyện của mình. Thì đó là cái điều mà tập thể các thầy cô giáo, và tôi nghĩ rằng không phải ở trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa hay là trường Trương Quyền đâu, mà hệ thống giáo dục của chúng ta, các cấp ủy đảng rất là quan tâm, và các trường đều có những mô hình khác nhau nhưng nhìn chung thì rất phong phú, rất đa dạng. Và ở đây thì có thể là chỉ trường Trương Quyền hay trường chuyên Trần Đại Nghĩa chỉ là hai đơn vị làm ví dụ thôi, chứ còn thành phố của chúng ta, thậm chí ở các địa phương họ làm cũng rất tốt. Vừa rồi chúng ta nghe chia sẻ của thầy Yên và cô gái đến từ hai trường mà thầy Yên cũng khá là khiêm tốn, đó là một trong những ví dụ thôi. Tôi muốn quay trở lại với thầy Dũng ạ. Chúng ta nói rằng là xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiệu quả. Vậy thì từ góc độ của sở, mình căn cứ vào những tiêu chí nào mình đánh giá mô hình này hiệu quả? Xây dựng nhà trường, xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng về văn hóa học đường thì cũng đã được lồng ghép trong cái hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Mong muốn chung của các trường khi xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học của mình là làm sao việc học tập Bác phải tự nhiên nhất, đồng thời tạo động lực và tạo sự sáng tạo trong việc dạy và học cho cả thầy và trò nhà trường. Từ không gian trực quan này sẽ dẫn dắt tư duy và ý tưởng vào nội dung bài học, có thể tổ chức thành những buổi học tại khu vực này để một phần thay đổi không gian lớp học truyền thống, một phần tạo hứng thú và đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh vào từng tiết giảng, từng bài học. Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường được xây dựng trong khuôn viên thư viện, không cứng nhắc, khô khan, giáo điều. Không gian trưng bày những tư liệu, hình ảnh chân thật, giản dị về Bác Hồ. Qua từng trang tư liệu, đặc biệt là những mẫu chuyện về cuộc đời của Bác, học sinh dường như cảm nhận được sự dung dị, đời thường của vị lãnh tụ kính yêu. Khi được học ở không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì em cảm thấy là mình được hòa cùng với dòng chảy lịch sử của dân tộc, mình được trở về quá khứ để cùng nhìn lại những trang sử hào hùng của dân tộc ta. Và đặc biệt với vị lãnh tụ vĩ đại đó chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì là khi được học tập và tìm hiểu về Bác ở đây thì em cảm thấy là không gian một phần là rất là thân thuộc và tạo điều kiện cho em hiểu sâu hơn về lối sống cũng như là tư tưởng vĩ đại của Bác Hồ. Trong tất cả các bài học em học từ bé đến giờ thì em ấn tượng nhất đó chính là đức tính tiết kiệm và giản dị của Bác Hồ. Và Bác đã truyền cho em là sống trong cuộc sống phải biết tiết kiệm và phải luôn nhớ đến những người xung quanh đang gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy phải tự ý thức được rằng là bản thân chúng ta phải tiết kiệm từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Em cảm thấy rất vui vì thầy cô đã chu đáo chuẩn bị cho tụi em một cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh rất là đẹp và đầy đủ thông tin để chúng em có thể học hỏi về Bác một cách dễ dàng hơn. Không chỉ dừng lại như những thư viện thông thường, đây còn là nơi có thể sử dụng làm lớp học với các tiết giảng được lồng ghép những hình ảnh sinh động trực quan tại thư viện vào các bài học có liên quan. Đây là một cái điều mà tôi rất là tự hào vì ngôi trường của tôi. Vì khi các em lên không gian văn hóa Hồ Chí Minh mà các em được học những cái bài học ví dụ như là lòng tự hào của các giá trị văn hóa của dân tộc, rồi sự đa dạng của tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới, thì các em có thêm những cái tư liệu, những cái bài học rất quý từ Bác
Và ở đây thì các học sinh của trường rất là giỏi và các bé rất là yêu thích cái bộ môn giáo dục công dân, vì đây là một cái bộ môn mà các em được học tập rất là nhiều từ cái tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Ngoài hoạt động giảng dạy, nhà trường còn xây dựng chuyên mục học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên website, tổ chức các buổi sinh hoạt dưới cờ. Trong quá trình tổ chức các hoạt động đoàn và hoạt động câu lạc bộ dự án của trường, thì nhà trường đã khai thác triệt để không gian văn hóa Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tư tưởng cho học sinh tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tổ chức các buổi đọc sách để phát triển văn hóa đọc của nhà trường và đồng thời giúp cho các em tiếp cận gần hơn những câu chuyện về Bác để có những cái cách nhìn và có thể học tập và làm việc theo lối sống đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rõ ràng, không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại ngôi trường này không chỉ giúp học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tìm hiểu những đặc trưng văn hóa tiêu biểu của thành phố mang tên Bác, mà còn giúp học sinh học tập Bác Hồ một cách tự nhiên nhất, tạo động lực sáng tạo trong dạy và học của cả thầy và trò, trang bị cho học sinh những giá trị văn hóa cốt lõi. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của nhà trường theo từng năm học rất cụ thể. Thưa quý vị, quay trở lại chương trình, chúng tôi muốn phân tích kỹ hơn về nội dung và hình thức của không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trường học. Thưa cô Phạm Thị Gái, với trường Đại học Trương Quyền, đối tượng học sinh còn quá nhỏ. Vậy thì tôi rất muốn hỏi cô là mình làm như thế nào về nội dung và hình thức để đưa nội dung, những câu chuyện về Bác Hồ, tất cả liên quan đến không gian văn hóa Hồ Chí Minh đến với các em một cách hiệu quả nhất ạ? Về cái lứa tuổi học sinh tiểu học á, thì cái việc mà hướng dẫn các em để mà học tập về làm theo Bác thông qua cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh, thì ở trường thì giáo viên sẽ tích hợp những cái nội dung dạy về Bác Hồ trong những cái tiết dạy, như ở tiểu học thì có tiếng Việt, đạo đức, và thông qua những cái giờ hoạt động trải nghiệm. Thì thường thì hầu như là sáng thứ hai đầu tuần thì sẽ có những cái giờ hoạt động trải nghiệm, thì các lớp sẽ tham gia với nhiều cái hình thức như là diễn kịch, đóng vai hay là sắm vai, rồi trò chơi cũng có, và những cái nội dung nó đa dạng, nó phong phú. Còn trong những cái tiết học ở trên lớp á, thì tích hợp những cái nội dung về giáo dục về Bác Hồ thông qua cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ví dụ như trong cái hoạt động một cái giờ học đạo đức, giờ học thì những cái nội dung chính thì các thầy cô sẽ dạy ở trên lớp tầm khoảng là 30 phút những cái nội dung chính, và thời gian còn lại thì các em sẽ được xuống cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường. Và ở đây thì giáo viên chủ nhiệm sẽ cùng những cái tư liệu mà trong không gian văn hóa Hồ Chí Minh có, và sẽ chia sẻ những cái kiến thức cho các em học sinh. Và các em học sinh thì rất là thích thú khi mà được từ lớp học mà xuống cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tức là thay đổi từ một cái môi học trường học truyền thống ở trên lớp và đến cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Thì ở đây là các con, thứ nhất là cái sự hào hứng, cái sự thích thú về cái không gian văn hóa của nhà trường, và cái sự tìm hiểu của các con nó sẽ hiệu quả hơn thông qua những cái hoạt động cụ thể tại cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Dạ, một câu chuyện rất sinh động từ trường Tiểu học Trương Quyền đến với trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Khi mà tôi đến đây tôi rất là thú vị, bởi vì là thư viện cũng là không gian Hồ Chí Minh, rồi lớp học truyền thống cũng có cái không gian này, thậm chí là những cái hoạt cảnh, những cái chương trình, những cuộc thi không chỉ tiếng Việt đâu mà tiếng Anh, nói về cuộc đời sự nghiệp của Bác Hồ. Thầy có thể chia sẻ đôi điều về cái sự sáng tạo này ở trường Trần Đại Nghĩa? Chúng ta nói về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, thì Bác Hồ của chúng ta thì rất là vĩ đại. Tất cả các cái chương trình nội dung mà học tập và làm theo lời Bác thì nó trải rộng rất là nhiều các cái nội dung. Từ các cái thư viện là một cái trái tim của nhà trường, thì các vị ban giám hiệu cũng mong muốn rằng là tất cả những cái nội dung mà học tập sinh hoạt của nhà trường thì nên không chỉ bó gọn ở trong một cái lớp học bình thường, mà nó nên được trải rộng ra. Giống như bên trường Tiểu học Trương Quyền thì mình làm sao đó đưa không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì không chỉ là cái không gian văn hóa vật thể nó khô, mà nó phải sinh động. Thì thư viện cũng được, hoặc là một địa điểm ở ngoài, chẳng hạn như chúng ta có bến Nhà Rồng chẳng hạn, chúng ta có không gian tượng đài Bác ở khu phố đi bộ Nguyễn Huệ chẳng hạn, có rất nhiều. Thì dựa trên những cái đặc điểm như vậy thì các tổ bộ môn tùy theo cái riêng của mình, thì các thầy cô sẽ sắp xếp, các thầy cô sẽ lên những cái chương trình
và cùng với lớp của mình. Chẳng hạn như chúng tôi có các tổ bộ môn như là tổ ngữ văn. Thì tổ ngữ văn năm ngoái thì các em cũng đã thực hiện những cái dự án văn học. Thì Bác Hồ là một nhà văn hóa rất lớn và có những tác phẩm bất hủ. Thì các em dựa trên tình yêu đối với Bác, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, những cái tác phẩm mà các em được học, thì các em hình thành nên các cái dự án. Và từ cái dự án đó thì các em ra được những cái sản phẩm. Và cái sản phẩm các em thiết kế rất là nắng nót. Tôi nói đơn cử, chẳng hạn như các em thiết kế ra theo cái dự án có những cái cuốn lịch. Trong cái cuốn lịch này thì nó có những cái câu chuyện, những cái mốc thời gian mà gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Rồi các em còn thiết kế thêm những cái sản phẩm đặc trưng mà tôi thấy là các em có sự đầu tư rất là lớn. Và những sự đầu tư chăm chút như thế này thì nó chỉ được khi các em đã có cái sự trải nghiệm và các em tìm hiểu và các em nắn nót trên từng câu chữ về Bác. Thì cái điểm đó thì nó là một cái ví dụ về bộ môn. Còn ví dụ như là tổ nhạc họa hoặc là tổ tin học thì có thể kết hợp để sáng tạo cái cuộc thi vẽ tranh, sáng tác về bìa sách, thiết kế bìa sách để học sinh. Rồi tổ thể dục chẳng hạn thì người ta lại có những cái hội thi, hội thao khỏe vì nước, noi theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại. Thì có rất nhiều các cái nội dung mà các tổ rất là sáng tạo trong cái cách thực hiện. Tôi muốn hỏi thầy Yên lại một lần nữa. Dạ. Là tất cả những cái thiết kế này, dạ, là điều của học sinh trường chuyên Trần Đại Nghĩa là các bức họa, các bức hình thì các em làm cái này là với đề tài tham gia học tập, dạ, chứ không có mang tính chất thương mại gì hết. Dạ. Còn riêng các bạn sẽ tìm hiểu các bức tranh ở trên mạng để các bạn có thể là thiết kế ra thêm. À. Rồi riêng về thiết kế bìa sách thì do các con tự vẽ ra. Dạ. Thì cái đó mình có một cái cuộc thi nét vẽ xanh cấp thành phố tổ chức phối hợp với bên thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Thầy Dũng thấy cách làm này như thế nào, thưa thầy Dũng? Đây là một cách làm mà tôi thấy rằng rất là sáng tạo và sẽ tạo cho học sinh rất là nhiều cái sân chơi bổ ích. Yeah. Xoay quanh một tác phẩm, một cái sản phẩm cụ thể nhưng mà nó sẽ chứa đựng rất là nhiều cái môn học và nhiều cái hoạt động để làm ra một cái sản phẩm này. Qua cái sản phẩm này thì học sinh sẽ được trải nghiệm rất là thú vị trong cái hoạt động và sinh hoạt tại nhà trường. Rõ ràng chúng ta thấy là những tư liệu lịch sử đi cùng năm tháng. Yeah. Tuy nhiên là khi mà những tư liệu này đưa vào tay của những bạn trẻ thì các bạn sẽ có những cách thức khác nhau để chuyển tải đến cộng đồng, yeah, đến những người bạn của mình để các bạn hiểu về những câu chuyện lịch sử. Yeah. Đức Mạnh rất là muốn hỏi cô gái và thầy Yên ạ. À, cái công tác mà thu thập tư liệu á, để mà đưa vào không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại mỗi trường, yeah, thì cái công tác này mình thực hiện như thế nào ạ? Cái nguồn mình lấy từ đâu? Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường á, thứ nhất là được cái sự đồng thuận, đồng tình của các thầy cô, thứ nhất là cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh của nhà trường. Về cái nguồn tư liệu á, thì tập hợp từ thư viện của nhà trường, rồi sau đó là giáo viên và cha mẹ học sinh. Ngoài ra thì nhà trường còn phối hợp với bên bảo tàng chứng tích chiến tranh để mà mình có những cái nguồn tư liệu chính thống. Và hiện nay cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh của trường tiểu học Trương Quyền thì có một cái bộ ảnh tư liệu rất là quý là của bên bảo tàng chứng tích chiến tranh hỗ trợ mình. Đó là bộ ảnh về khát vọng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái này là hơn 100 ảnh và nó có cái bản quyền của bảo tàng chiến tranh. Cho nên là phần này thì về những cái hình ảnh á, thì ngay từ lúc đầu khi mà mình tập hợp những cái hình ảnh tư liệu á, thì sách á, thì nói chung là những cái nguồn sách thì mình coi như là mình có thể thẩm định được. Nhưng mà những cái tranh ảnh tư liệu về Bác, nếu mà mình tìm ở trên mạng thì cái khả năng cái chính thống cái bản quyền á, mình cũng rất là lo lắng. Cho nên á, được cái sự phối hợp của bảo tàng chứng tích chiến tranh đó thì nhà trường mình làm được cái bộ ảnh này thì phụ huynh và kể cả người dân trên địa bàn phường 13 quận 3 cũng có những cái giờ mà đón con, những cái giờ mà người dân đi bộ dọc cái bờ kênh Nhiêu Lộc á, họ cũng có vào tham quan trong cái không gian văn hóa Hồ Chí Minh này. Dạ, nghĩa là không gian này không chỉ dành cho thầy cô và học sinh đâu. Đúng rồi. Mà cả phụ huynh, đúng những rồi, người quan tâm. Đúng rồi. Dạ, còn với trường Trần Đại Nghĩa thì sao ạ? Có thể nói là với cái sự phát triển của công nghệ số hiện nay thì các cái hình ảnh tư liệu mà khi mà thầy cô muốn tìm, muốn truy cập thì cũng rất là thuận lợi. Các cấp chính quyền thì cũng rất tạo điều kiện. Thậm chí như ở quận 1 chẳng hạn thì đảng bộ quận 1 thì cũng có cái chuyên trang cột cờ thủ ngữ chuyên về học tập và làm theo lời Bác. Thì chúng ta nói tới học tập và làm theo lời Bác thì không phải là vật thể không mà còn có những hình thức phi vật thể nữa. Và các nguồn tư liệu này thì các cấp chính quyền có sự đầu tư
và các trường trên địa bàn thì đều có thể vào cái nguồn đó để chúng ta có thể tải tư liệu về. Các thầy cô giáo cũng vậy, thì chúng ta đều có thể yên tâm về các cái bản quyền như là cô gái có đề cập tới và những cái hình ảnh, những tư liệu chính thống của nhà nước ban hành. Yeah. Sự thoải mái đó thì đồng nghĩa với việc là mỗi trường thì cũng rất là áp lực về câu chuyện là cái nội dung chủ đề của từng năm như thế nào. Và rõ ràng như chia sẻ của thầy Dương Trí Dũng thì không gian văn hóa Hồ Chí Minh, cái nội dung và hình thức nó phải được cập nhật và thay đổi theo chủ đề của từng năm và theo những sự kiện của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh. Thưa thầy Dương Trí Dũng, định hướng trong thời gian tới với không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các trường thì sở có định hướng như thế nào ạ? Về cái chỉ đạo chung và cũng theo cái chỉ đạo của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố về công tác giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh thành phố thì luôn được các cấp các ngành quan tâm, và ngành giáo dục đào tạo thì cũng hiểu rõ được sứ mạng và trách nhiệm của mình trong cái công tác này. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh theo cá nhân tôi là một nội dung và một chỉ đạo rất là trọng tâm của thành phố và sẽ phát huy rất là nhiều và hỗ trợ rất là nhiều cho cái công tác về giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục học sinh học tập làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cùng với cái việc là giáo dục đạo đức tư tưởng cho học sinh, rồi khơi dậy khát vọng cống hiến trong học sinh sinh viên, và xây dựng trường học hạnh phúc, xây dựng văn hóa học đường, những cái chỉ đạo rất là tập trung của ngành giáo dục đào tạo. Và qua cái xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh thì Sở Giáo dục Đào tạo cũng sẽ tiếp tục tham mưu và chỉ đạo cho các phòng giáo dục đào tạo, các nhà trường tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả hơn nữa các cái công việc, các cái nội dung mà các nhà trường đã thực hiện và có hiệu quả trong những năm vừa qua, và đặc biệt là cái tổ chức xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Chúng ta không chỉ nói tới cái việc là xây dựng cái không gian vật thể mà còn xây dựng những không gian phi vật thể và những không gian trên môi trường mạng, làm sao cho cái tư tưởng của tất cả các đối tượng tham gia trong công tác giáo dục đào tạo, từ thầy cô giáo tới học sinh tới phụ huynh, đều có thể hiểu rõ về cái tầm quan trọng của việc học tập thông qua không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Như chúng ta cũng vừa mới nghe trường Trần Đại Nghĩa chia sẻ, nghĩa là tất cả các cái hoạt động, từ cái hoạt động của chính quyền, đảng, đoàn thể thì đều có thể vận dụng không gian văn hóa Hồ Chí Minh để thực hiện, nhằm là tập trung hơn cái chủ đề, chủ điểm của các hoạt động đó. Và những cái hoạt động mà của học sinh, của phụ huynh, truyền tải những thông điệp của nhà trường cho phụ huynh mà trường Trưng Quyền quận 3 vừa mới chia sẻ cũng là những cái nội dung rất là trọng tâm đối với cái công tác và phối hợp giữa nhà trường, gia đình và phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh của thành phố. Và thông qua cái hoạt động của không gian văn hóa Hồ Chí Minh cũng sẽ là một cái chỉ đạo rất là tập trung của ngành giáo dục đào tạo, làm sao từ cái tư tưởng, từ cái suy nghĩ của các thầy cô, của phụ huynh, của học sinh, của từng nhà trường sẽ thấm nhuần, và chúng ta cũng sẽ đảm bảo được cái việc là tổ chức đào tạo, tổ chức giảng dạy làm sao cho học sinh thành phố có thể có một cái tiếng nói chung về học tập làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách của Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, từ đầu chương trình đến giờ nghe câu chuyện chia sẻ của ba vị khách mời, chúng ta có thể hình dung từ một cái chủ trương thì chúng ta đã triển khai trên thực tế, và đại diện của hai trường, trường chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Trưng Quyền vừa chia sẻ, cùng với những chia sẻ tâm huyết của thầy Dương Trí Dũng, đại diện của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có thể thấy là một chủ trương được triển khai trên thực tế và mang lại những hiệu quả rất tích cực, và cũng thấy tâm huyết của từ sở cho đến các trường, các cơ sở giáo dục cho một cái định hướng sắp tới về không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đức Mạnh xin được cảm ơn thầy Dương Trí Dũng, cô Phạm Thị Gái và thầy Phạm Thanh Yên đã đến với chương trình ngày hôm nay nhân dịp 20 tháng 11, kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin kính chúc ba thầy cô thật nhiều sức khỏe và công tác tốt ạ. Cảm ơn. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh là nơi chứa đựng nhiều dấu ấn của Bác trên hành trình ra đi tìm đường cứu nước, và là nơi Bác luôn hằng mong trở về. Như người từng nói, miền Nam trong trái tim tôi. Vì vậy, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân thành phố mang tên Bác.
Những di sản văn hóa vật thể cùng những giá trị văn hóa tinh thần phi vật thể mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc để lại cho thế hệ mai sau. Và không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và trong các trường học nói riêng là nơi mà mỗi người tự suy ngẫm lại mình, cùng vươn lên trong lao động, học tập, làm nhiều việc tốt để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Và thưa quý vị, chương trình Xây dựng Đảng số phát sóng kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.